Bạn có thể cho mọi người ở đây biết bạn tên gì? Mình tên Xuân Trường và hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chụp gì vậy chị dạ? Chị nghe chứ làm gì chị hết hồn. Nãy giờ chúng ta nghe bài hát này hay ha. Lời bài hát không biết là có gợi ý gì không ta? Dáng em yêu kiều gì đó, sáng em hôm nào. Em không nhớ lời bài hát lắm, tại vì em lo để ý tới phần trình diễn của anh rồi. Và chị Vuga nữa, chị nhoi quá. Phải đó, chị có gì tiếp cận để biết được kết quả giờ chia hai chị em mình đó. Nhưng mà chị có tiếp cận được gì chia được hả? Từ đó đi. Xem phần trình diễn của anh, cách thể hiện của anh thì chắc chắn anh không phải là một ca sĩ rồi. Tại vì ánh mắt này kia rồi cách biểu diễn rất là cứng. Nhưng mà cách anh đứng nè, lúc nào cũng là tư thế hai chân dang vai, xong rồi tay lúc nào cũng hơi ấy xíu, là tư thế rất là chuẩn. Mà anh còn là người tập thể dục rất là nhiều thì anh là một huấn luyện viên thể hình. Dáng em có thể là phẫu thuật thẩm mỹ. Bôn hay là gì đó. Hai chân dang rộng bằng vai và thân hình rất là thể thao. Và khi mà em sờ vào được cơ tay nè, rồi cơ ngón tay nè, những cái đó nó rất là chắc khỏe. Thì cái bàn tay này là bàn tay thể thao và bàn tay tập tạ đồ rất là nhiều. Cho nên là em nghĩ ảnh là huấn luyện viên thể hình. Cả hai bạn gần như là cùng đáp án, trực giác rất là giống nhau. Bây giờ thì hãy đến với từ khóa đầu tiên. Xin mời từ khóa sức khỏe. Có thể là cân đo sức khỏe. Đúng. Đẩy cái cân ngoài đường. Cân đo chiều cân cao. Cân đo điện tử. Cân sức khỏe, cân chiều cao, cân đo nặng cộng tử vi gì đấy. Bán thuốc. Cũng có lý luôn. Bán thuốc. Bán thuốc tây dược sĩ. Thực phẩm chức năng này kia. Thực phẩm chức năng giữ dáng cho em. Cũng có lý luôn. Cho em xin từ khóa nữa được không? Xin mời từ khóa tiếp theo. Tự tin. Cái từ tự tin này nè cũng liên quan đến sức khỏe. Khi bạn có sức khỏe thì bạn mới đủ tự tin. Mình nên xin từ khóa nữa luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Xin mời từ khóa cuối cùng. Áp dụng. Áp dụng. Áp dụng nữa. Đúng rồi, ví dụ nhưng mà trong tập gym á, có những cái động tác B này kia thì nó áp dụng ngoài đời sống mình được. Thì nó sẽ giúp kiểu như là không đau cuộc sống hoặc là chữa những cái bệnh mà ấy. Cũng có thể đây là một người huấn luyện leo núi chẳng hạn, leo núi trong phòng thể thao đó. Đúng không? Hoặc là dạy võ cũng có thể là. Nhiều khi mình cần leo xuống đâu đó, tầng 3, tầng 4 mình leo được. Chắc em sẽ giữ luôn quan điểm của em, ảnh là huấn luyện viên thể hình. Huấn luyện viên thể hình thì cũng có trong những cái sức khỏe, tự tin nè. Rồi cũng có thể áp dụng trong cuộc sống của mình được nữa. Còn Hồng Vân ơi. Dạ. Có điều gì gợi mở thêm sau cái từ khóa thứ ba được mở ra không? Em thấy chữ áp dụng thì em cũng có nghĩ về cái huấn luyện viên Mây Thái. Thì nó cũng trong bộ môn thể hình thì nó cũng có cái đó. Đúng. Thì nó sẽ dễ áp dụng hơn. Nhưng mà chắc là em sẽ nghiêng về huấn luyện viên thể hình. Như vậy thì hai khách mời đều chọn đáp án là huấn luyện viên thể hình. Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của anh Trường Tư Vịt. 3. Thân hình rất là thể thao. Và khi mà em sờ vào được cơ tay nè, những cái đó nó rất là chắc khỏe. Thì cái bàn tay này là bàn tay thể thao và bàn tay tập tạ đồ rất là nhiều. Cho nên là em nghĩ ảnh là huấn luyện viên thể hình. 2. Cách anh đứng nè, lúc nào cũng là tư thế hai chân dang vai, xong rồi tay lúc nào cũng hơi ấy xíu, là tư thế rất là chuẩn. Mà anh còn là người tập thể dục rất là nhiều thì anh là một huấn luyện viên thể hình. 3 1. Và bạn Vịnh đã đưa ra đáp án chính xác. Mỗi bạn đem về cho mình 5 điểm. Yeah. Xin mời bạn giới thiệu về nghề nghiệp của mình. Hiện tại là mình đang quản lý phòng gym Infinite tại Tân Bình. À, đây là một quản lý viên luôn à. Rồi bạn làm cái nghề huấn luyện viên này lâu chưa? Mình làm cái nghề này 4 năm, từ khi tốt nghiệp đại học. Xuân Trường ơi, nếu bây giờ tôi dẫn cô em gái này tới và bạn nhìn như vậy, bạn có góp ý gì không? Phương án của bạn đưa ra cho Lâm Vĩ Dạ là gì? Cái này phương án của em thì chị sẽ cần tập để cho săn chắc body và giảm mỡ bụng. Giảm mỡ bụng. Ai cũng nói như vậy.
Anh đã nhìn xuyên thấu được mỡ bụng của tôi. Có nên đưa ra chế độ ăn uống gì không? Tại vì cái này quan trọng lắm. Nó sẽ kèm theo chế độ dinh dưỡng nữa. Nhưng mà khi mà giảm mỡ bụng thì có những phần, ví dụ như là người phụ nữ thì có thiên chức làm mẹ, nhưng quan trọng là người ta sinh mổ hay sinh thường nữa. Em sinh mổ. Sinh mổ thì vấn đề giảm mỡ bụng sẽ khó một xíu. Dạ. Nhưng mà ví dụ như dạ như vậy thì trong bao lâu là đạt được kết quả? Cuối đời. Em thấy chị chào chị như vậy dễ thương, đừng giảm cân hay uống thuốc đâu. Không, cái này không phải giảm cân, chỉ là để giảm mỡ thôi. Để săn chắc cái body thôi. Cái này nếu mà fit, nếu mà tập luyện ổn tầm ở 3 tháng là ổn. Bữa nào anh cho em cái địa chỉ qua bên phòng gym của anh có giảm giá không anh hả? Nếu chị qua thì em sẽ có ưu đãi. Ngon lành. Không biết là mình có một tiết mục biểu diễn nào ở đây không? Chẳng hạn như bây giờ nếu mà cho mình biểu diễn chống đẩy đi thì mình hít hít đất á. À, mình hít hai ngón tay và bốn ngón thì mình hít tầm 5 cái được rồi. Cho âm nhạc nào. Ôi. Làm vài đường như vậy anh Vinh? Không. Chỉ cho những người luyện nhất dương chỉ mới làm được cái động tác đó. Cảm ơn bạn Xuân Trường rất nhiều. Chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Rồi, chào bạn. Cảm ơn bạn. Và chàng trai thứ hai, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Cari. Xin mời Cari. Từng ngày cuộc sống thon chốc lại đổi thay, mỗi giờ mỗi tối có biết bao xa đồi ngôi, nhưng có bao giờ hồn đai bóng khóc như loài người. Vì đã không biết yêu và vì đã không biết nhớ, vì con tim giá vàng nên tâm hồn vô nghĩa. Cuốn sông đời tam phương mòn rốt bước mà thấy trong lòng luôn 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 lẻ loi. Vì sông giống như hòn đá, giống như hòn đá, không một tình yêu, không chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa tan thành đá. Dạ, dạ, em cảm ơn ạ. Em tên gì vậy? Tên đầy đủ của em là Lê Long Sơn. Rồi, xin mời hai vị khách mời hãy cảm nhận và phán đoán nghề nghiệp của Lâm Sơn. Hơi khó nha. Ủa nãy anh hát bài gì vậy ta? Tâm hồn của đá. Tâm hồn của đá, đá. Chắc ảnh làm nghề khuân giác đá à? Hoặc là anh làm trong một ảnh sở hữu một cái lò gạch chẳng hạn. Đúng rồi. Lò gạch. Cho hỏi quê quán bạn ở đâu? Bình Dương hả? Dạ không, quê em ở Bến Tre. Bến Tre thì nó không chuyên về gạch. Đúng rồi. Nhưng mà nãy Lâm Vĩ Dạ để ý bạn đá những cái đòn đá rất là tuyệt vời. Rất là đẹp, rất là chuẩn luôn á. Chân rất là thẳng. Trực giác đầu tiên của em khi mà nhìn cái cách đi đứng với lại cử chỉ tay chân khi mà anh ấy hát á, với lại những cái đòn đá, những cái đòn đưa tay đưa chân, cái lực chắc, thì em lại nghĩ bạn đó là vũ công. Cái dáng nó sẽ rất là ra dáng và thẳng, lúc nào cũng đứng ưỡn ngực, và đi thì lúc nào cũng hơi như này xíu. Thì em có để ý cái đó, thì đó là trực giác đầu tiên. Nhưng mà cái tên bài hát là Tâm Hồn Của Đá với lại cái đống gạch này thì nó không có liên quan lắm, nên là chắc là để suy nghĩ xíu. Em thì nghĩ một là bạn này là võ sư, bạn này có thể dạy võ, hoặc là bạn này là cascader. Tại vì những cái cú đá chân rất là thẳng, thẳng băng luôn, và thế rất là chắc nữa. Về cái chân thẳng thì anh nghĩ bên múa mà ép dẻo ba lê thì họ vẫn có thể đá thẳng như vậy. Hoặc là vận động viên mà thể dục dụng cụ á, họ cũng dư sức làm những cái như vậy. Em nghĩ là mình nên đến từ khóa đi cho dễ hơn cho tụi em được không? Sẽ bài từ khóa đầu tiên. Công việc của bạn liên quan tới thời tiết. Thời tiết, trời mưa thì không bán gạch được. Không thể nào xây nhà được. Thợ hồ sẽ nghỉ, nhà thầu sẽ nghỉ. Thợ hồ. Ấy,
biết đâu là thợ hồ. Một cái người trắng trẻo đây nè. Đây nè, bạn là đi phượt nhưng mà cái da của bạn nó vẫn không có phải là ngâm quá. Và thần thái này thì nếu mà là bên xây dựng có vẻ là kiến trúc sư hoặc là kỹ sư gì đấy. Tại sao mình lại chọn từ khóa thời tiết? Dạ vâng, từ khóa thời tiết này có liên quan đó là công việc của mình bị ảnh hưởng khá nhiều bởi thời tiết. Khi mà trời nắng thì mọi người cũng không thích, mà trời mưa thì cũng càng không thích hơn. Công việc này thì chắc chắn là công việc ngoài trời, mà nắng quá nóng chịu không nổi cũng không thích, mà mưa thì lại càng không thích, tại mưa sẽ không làm việc được. Chính xác. Thêm từ khóa đi. Khó quá à. Xin mời từ khóa tiếp theo. Bạn ơi, quản lý ở đây là bạn quản lý người ta hay là người ta quản lý bạn? Dạ, quản lý ở đây là em quản lý người ta nhưng mà không chỉ về con người. Mình bớt đưa từ khóa được không? Càng đưa càng rối. Ủa sao rối, nó rõ ràng như tôi vậy biết luôn. Công này làm cái gì tại rồi? Tại vì bây giờ đưa ra từ khóa là bắt đầu mình sẽ loại được tất cả những cái nghề nãy giờ mình đoán rồi. Cho em xin một từ khóa nữa, em sẽ nói nhiều hơn. Xin mời từ khóa cuối cùng. Kỹ thuật. Không còn gì để nói nữa. Thật sự là em không thể nào có thể sâu chuỗi lại và đoán được nghề của anh này là gì. Em phải dùng giác quan thứ 6 của em. Đúng đúng, mình phải dùng cái giác quan thứ 12 của em lúc nãy. Đúng. Thôi, anh chị có vẻ đồng tình quá nhở. Em hãy nói cái gì mà em cảm thấy nó không đúng là nó sẽ đúng. Hồi nãy em nói ảnh là cascader, chắc chắn anh sẽ không đúng. Em nói ảnh là võ sư, chắc chắn cũng sẽ không đúng. Đúng. Nhưng mà nãy giờ em chưa có nói ảnh là kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng thì em vẫn nghiêng về cái vận động viên leo núi hơn. Chốt. Chốt đi Tuấn Đại. Đây có phải là một vận động viên leo núi hay là một kỹ sư xây dựng? Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của anh Trường Thiên Vinh. Xin mời anh Vinh. 3. Hồi nãy em nói ảnh là cascader, chắc chắn anh sẽ không đúng. Em nói ảnh là võ sư, chắc chắn cũng sẽ không đúng. Đúng. Nhưng mà nãy giờ em chưa có nói ảnh là kỹ sư xây dựng. Hai. Cảm giác đầu tiên của anh khi mà nhìn cái cách đi đứng với lại cử chỉ tay chân khi mà anh ấy hát á, với lại những cái đòn đá, những cái đòn đưa tay đưa chân, cái lực chắc, thì em vẫn nghiêng về cái vận động viên leo núi. Và